Avezac, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Xin chào tất cả các em, rất vui khi được gặp lại các em trong bài giảng ngày hôm nay. Ở buổi trước thì chúng mình đã được học về máy biến áp và truyền tải điện năng đi xa rồi đúng không? Hôm nay thì chúng mình sẽ được học sang một cái loại máy khác, đó chính là máy phát điện xoay chiều. Trước khi mà tìm hiểu về nguyên tắc hoạt động và cấu tạo của máy phát điện xoay chiều thì chúng mình cũng ôn lại một chút về nguyên tắc chung để tạo ra dòng điện xoay chiều mà mình đã học ở bài học đầu tiên nhé. Ok, các em thấy cái này quen không? Này, cô lại lấy lại cái mô phỏng này ở bài học đầu tiên này. Các em thấy là khi mà cô để khung dây đứng yên, đúng không? Để khung dây đứng yên này thì ở trong từ trường là 500 như thế này, từ trường đều nhá. Thế thì cái kim điện kế này nó ở nguyên một chỗ, nó không có hiện tượng gì xảy ra cả, đúng không? Nhưng mà khi mà cô cầm cái khung dây này, cô quay với một tốc độ góc omega, quay đều trong cái từ trường này thì kim điện kế này nó dao động quanh cái vị trí ô, đúng không nhỉ? Quanh vị trí cân bằng chỗ này này. Tức là ở đây đã xuất hiện gì nhỉ? Đã xuất hiện được dòng điện xoay chiều, đúng không? Và cái nguyên tắc để tạo dòng điện xoay chiều chính là dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ. Đây, cụ thể là như thế này. Chuỗi các bạn có vector pháp tuyến của khung dây với cả vector cảm ứng từ B hợp với nhau của góc alpha, đúng không? Khi mà mình quay khung dây thì góc alpha để biến thiên, tức là từ thông xuyên qua cái khung dây này sẽ biến thiên, nên mình sẽ có cái biểu thức từ thông bằng phi không nhân với cos alpha. Góc alpha này sẽ bằng là góc omega t cộng phi. Tại sao? Ban đầu khi mà t bằng không thì giả sử là cái góc đấy là góc nó sẽ là bằng phi, góc alpha sẽ bằng phi. Sau đấy một khoảng thời gian t thì cái khung này quay thêm được một góc với tốc độ góc là omega nhân với thời gian là t. Vậy nên góc alpha nó sẽ bằng omega t cộng phi. Và có từ thông biến thiên thì sẽ sinh ra suất điện động cảm ứng là e sẽ bằng trừ d phi trên dt, tức là đạo hàm bậc nhất của từ hàm bậc nhất của từ thông theo thời gian. Và nó sẽ có chiều là chống lại cái chiều mà sinh ra nó, nên chỗ này sẽ có dấu trừ các em nhé. Và mình sẽ được biểu thức của suất điện động cảm ứng là nbs omega sin omega t cộng phi. Vậy thì nguyên tắc chung tạo ra dòng điện xoay chiều là sẽ dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ và biến cơ năng thành điện năng các em nhé. Vậy thì để có cảm ứng điện từ thì mình sẽ có hai cách. Cách đầu tiên là mình sẽ giữ nguyên cái 500, mình quay khung dây. Còn mình có thể tạo ra dòng điện xoay chiều bằng cách thứ hai là mình sẽ giữ nguyên cái khung dây và quay 500. Và chúng mình sẽ được hai cách để tạo ra suất điện động xoay chiều hay là dòng điện xoay chiều ấy. Cách một là giữ 500, tức là từ trường cố định, các vòng dây thì quay trong từ trường. Cách số 2 là từ trường quay, tức là giữ vòng dây cố định và quay 500, các vòng dây thì giữ cố định. Ok, tiếp theo thì chúng mình sẽ sang phần 2 và chúng mình sẽ đi nghiên cứu về cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều nhé. Hôm nay chúng mình sẽ học hai loại máy phát điện xoay chiều là máy phát điện xoay chiều 1 pha và máy phát điện xoay chiều 3 pha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với phần máy phát điện xoay chiều 1 pha. Các bộ phận chính của máy phát điện xoay chiều 1 pha thì là như thế nào nhỉ? Như mình vừa nói khi nãy thì nguyên tắc hoạt động sẽ dựa vào nguyên tắc chung nó sẽ dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ, tức là nó phải có một phần cảm và một phần ứng, đúng không? Một phần phát ra từ trường và một phần để tạo ra suất điện động. Thế nên nó sẽ có những bộ phận chính là như sau. Đầu tiên nó phải có một cái nam châm là phát từ trường và có cuộn dây để sao nhỉ? Để sinh ra cái suất điện động cảm ứng, đúng không? Đây là cái sơ đồ mô phỏng của cái máy phát điện xoay chiều 1 pha. Ở đây là có nam châm và ngoài này là cuộn dây. Và phân loại theo chức năng hoạt động thì mình sẽ phân loại theo phần cảm và phần ứng. Phần cảm sẽ là nam châm điện, là có trách nhiệm là phát ra từ trường. Còn phần ứng là những cái cuộn dây này để tạo ra suất điện động cảm ứng. Thứ hai, để phân loại theo cái chức năng hoạt động thì mình sẽ có hai loại chính là phần quay và phần cố định. Phần quay thì là sẽ là rotor, cứ phần nào quay thì các em gọi là rotor. Còn phần cố định đứng im ý, thì mình sẽ gọi là stator.
có loại máy phát điện một pha là phần quay là 500 và phần cố định stator sẽ là cuộn dây. Nhưng cũng có các loại máy phát điện xoay chiều là phần quay sẽ là cuộn dây và phần cố định sẽ là 500 các em nhé. Cứ quay thì là rotor, còn cứ đứng im thì mình gọi là stator. Ok, đây ví dụ như cái hình này. Ở trong thực tế để tăng cái hiệu suất của máy phát điện ấy, thì người ta thường là sẽ lắp đặt như thế này. Ở bên ngoài sẽ là các cuộn dây mắc nối tiếp với nhau. Còn ở bên trong, ở chỗ này này, sẽ là các nam châm, các cực bắc nam lắp xen kẽ với nhau sao cho là cứ một cực NS, nghĩa là một cái S sẽ nằm giữa hai cái N, tức là cực nam sẽ nằm giữa hai cực bắc này, cực bắc sẽ nằm giữa hai cực nam như thế này. Đây là cái hình thực tế ở trong trong đời sống nha. Tiếp theo chúng mình sẽ sang phần nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều một pha. Cách 1 chúng mình áp dụng để tạo ra máy phát điện là chúng mình sẽ để phần ứng quay còn phần cảm là cố định như thế này đây. Phần ứng quay tức là cuộn dây quay, phần cảm cố định tức là nam châm này để cố định. Khi mà cô quay từ trường nhá, quay cái cuộn dây này, rõ ràng cái cuộn dây này có một đầu ở đây, có hai đầu như này đúng không? Khi mình quay nó sẽ tạo ra suất điện động cảm ứng, nó sẽ có một điện áp được truyền ra ngoài. Nhưng mà khi mình quay thì rất là khó để nối hai cái này ra ngoài. Thế nên bắt buộc người ta sẽ chế tạo ra hai cái gọi là vành khuyên. Cái vành khuyên này là nối với đầu dây này. Sau đấy cái vòng vành khuyên này là nối với đầu này. Và hai cái vành khuyên này quay theo cái cuộn dây luôn, quay theo cái khung dây luôn. Và mỗi cái vành khuyên thì sẽ có thêm một cái thanh quét ở chỗ này và truyền điện ra ngoài làm cho bóng đèn sáng. Và cái máy phát điện đầu tiên, cái loại máy phát điện đầu tiên là phần ứng quay phần cảm cố định thì sẽ có stator là nam châm đặt cố định. Nhớ nhá, stator thì là phần cố định tức là nam châm, và có rotor là phần quay tức là khung dây quay trong cái từ trường do cái stator này tạo ra. Đây các em có thể quan sát cái mô phỏng như sau. Đây, cái vành khuyên quay cùng khung dây luôn này. Và nó được tạo ra, nó được đưa ra ngoài bằng những cái chổi, cái thanh quét như thế này. Và cái kim điện kế lúc này thì nó sẽ dao động quanh vị trí cân bằng là O. Tức là mình có cái suất điện động được truyền ra ngoài. Tức là mình đã tạo ra suất điện động. Tiếp theo thì chúng mình sẽ nghiên cứu cái cách số 2. Là mình sẽ có phần ứng thì đứng yên, còn phần cảm thì quay. Đây, phần cảm quay, còn phần ứng thì là cố định. Thì chúng mình sẽ lắp đặt như thế này. Phần ứng thì sẽ gồm P cặp cuộn dây. Đây nhá, đây là cuộn dây này. P cặp cuộn dây giống nhau và cách đều. Đây là cuộn dây đây. Đây. Cái nguyên tắc hoạt động của cách 2 này là cái mà mình thường dùng nhất ở trong thực tế, và đi thi người ta sẽ hỏi cái cách này nhiều hơn cách 1. Bởi vì sao? Đây để cô chiếu lại cái này, quên mất sẽ thi các em cái này nhá. Bởi vì khi mà quay ấy với tốc độ mà lớn ấy thì cái giữa cái chổi quét và cái vành khuyên sẽ tạo ra tia lửa điện. Và cái tạo ra cái tia lửa điện này thì nó sẽ không nó sẽ tạo ra tia lửa điện, và khi mà mình cần những cái tạo ra dòng điện mà có công suất lớn ấy thì cái này sẽ không tạo ra được. Cái này chỉ tạo ra những cái dòng điện có công suất nhỏ thôi. Vậy nên là mình phải dùng đến cách số 2 là mình sẽ cho nam châm quay còn cuộn dây thì đứng yên. Đây. Và cấu tạo của cái này thì như sau. Phần ứng sẽ gồm P cặp cuộn dây giống nhau và cách đều. Đây các cuộn dây 1, 2, 3, 4. Và phần cảm thì sẽ gồm P cặp cực nam châm bắc nam đối diện với các cuộn dây. Đây, nhớ nhá, cái cuộn dây, cặp cuộn dây giống với lại cặp nam châm. Ví dụ cái chỗ này có 1, 2, 3, 4 cuộn dây, tức là có hai cặp cuộn dây đúng không? Thì mình phải có hai cặp nam châm là bắc nam. Đấy, và mình phải lắp đặt sao cho mà một cái N sẽ xen giữa cực bắc sẽ xen giữa hai cực nam như thế này, bắc xen giữa hai cực nam và cực nam xen giữa hai cực bắc như thế này các em nhé. Và cái loại máy này thì sẽ có stator gồm nhiều cuộn dây có lõi sắt xếp thành một vòng tròn như thế này đây, và rotor là nam châm điện được nuôi bởi dòng điện một chiều nam châm đây, như này nhá, nam châm này như này.
Khi mà quấn thêm cái dòng điện một chiều vào đây thì nam châm này sẽ được nuôi bởi dòng điện một chiều. Và nguyên tắc hoạt động của cái này là mình quay cái nam châm này bên trong, nam châm này quay thì sẽ xuất hiện động cảm ứng. Và nó sẽ có tần số sẽ bằng là N nhân với cả P. Trong đó N là số vòng trên giây, còn P là số cặp cực. Đơn vị vẫn là hertz, nhớ nhá. N là tốc độ quay của rotor, đơn vị là vòng trên giây. Và cái phần quay ở đây là nam châm đúng không? Thì nó sẽ gọi là gì nhỉ? Là rotor. Còn phần cố định là các cuộn dây bên ngoài này thì mình sẽ gọi là stator. Và khi mà có P cặp cực, như bài này sẽ có hai cặp cực đúng không? Có P cặp cực thì cứ mỗi vòng thì số điện động sẽ biến thiên là P lần đúng không nhỉ? Thì mình gọi, bây giờ mình sẽ gọi N là số, là cái tốc độ quay của rotor, đơn vị là vòng trên một giây. Thì mình sẽ có công thức tính tần số, sẽ là tần số là sẽ là N nhân với P và đơn vị là hertz. P này là số cặp cực các em nhé. Và N sẽ được gọi là tốc độ quay của rotor và đơn vị sẽ là vòng trên giây. Và công thức này thì là các em phải nhớ, bởi vì là đi thi cái này hỏi rất là nhiều. Và cho các em chú ý là khi làm bài tập về cái phần này thì chúng mình nhớ là đơn vị phải là vòng trên giây. Nếu đề mà cho vòng trên phút thì chúng sẽ đổi sang vòng trên giây nhé. Ok, tiếp theo thì chúng mình sẽ sang loại máy thứ hai là máy phát điện xoay chiều 3 pha. Máy phát điện xoay chiều 3 pha thì có khác gì so với máy phát điện xoay chiều 1 pha? Chúng mình cùng vào phần 1 nhỏ là phần cấu tạo và nguyên tắc hoạt động. Đây là hình mô phỏng này. Ở phần cấu tạo này các em nhìn sơ qua thì mình sẽ thấy là cái này gồm 3 cuộn dây, đúng không? 3 cuộn dây cách đều nhau và có một nam châm. Cũng có cuộn dây đây, tức là nam châm điện. Cũng có cặp cực bắc nam như thế này. Một nam châm và 3 cuộn dây mắc cách đều nhau. Thì cái phần cảm sẽ là rotor. Nó sẽ gồm một nam châm đơn và sẽ quay N vòng trên một giây. Đây, phần cảm chính là nam châm. Có một nam châm đơn thôi, nam châm điện và sẽ quay N vòng trên một giây. Và phần ứng là sẽ gồm là 3 cuộn dây trên kia như đây. A1, B1, A2, B2 và A3, B3. 3 cuộn dây này thì giống hệt nhau và lệch nhau 120 độ. Lệch nhau 120 độ và độc lập với nhau. Đây, khi mà rotor này, cái nam châm quay quanh cái này thì lần lượt xuất hiện động cảm ứng ở trên đây, đây, đây và sẽ đạt cực đại. Và khi mà nam châm quay N vòng trên dây thì tần số sẽ là gì nhỉ? Tần số sẽ là F bằng N. Bởi vì sao? Bởi vì đây chỉ có một cặp cực thôi. Một cặp cực bắc nam thôi, nên nó sẽ là F bằng N luôn các em nhé. Và mình sẽ có ở pha 1 là A1, B1 sẽ là U1, cái suất điện động nó sẽ là cái hiệu điện thế nó sẽ là U1 sẽ bằng U căn 2 nhân với cos omega t. Và do là mỗi cái này thì cách nhau là 120 độ, thế nên ở pha 2, tức là A2, B2 thì U2 sẽ bằng U căn 2 nhân cos của omega t trừ đi 2π/3. Và tương tự như thế thì cái U3 sẽ là U căn 2 nhân cos của omega t cộng 2π/3. Vậy thì ở 3 pha, đấy lý do người ta gọi là máy phát điện xoay chiều 3 pha. Tức là ở pha 1, pha 2, pha 3 thì mình có là các hiệu điện thế nó sẽ như thế nào nhỉ? Thứ nhất là các em thấy nó cùng biên độ, đúng không? Thứ hai là chúng mình thấy nó có cùng tần số này. Và thứ ba là mình thấy nó lệch pha nhau góc gì nhỉ? Góc là 120 độ, 2π/3, đúng không? Mình sẽ có nhận xét như sau. Đầu tiên là cùng biên độ, thứ hai là cùng tần số và thứ ba là lệch pha nhau góc 2π/3. Ok, cái nhận xét này chúng mình cũng cần phải nhớ nhá. Cái này cũng rất là quan trọng. Máy phát điện xoay chiều 3 pha sẽ tạo ra cái này, 3 cái pha dòng điện như thế này. Có điều kiện là cùng biên độ, cùng tần số và lệch pha nhau góc là 2π/3. Tiếp theo, vậy thì khi mà có 3 cái pha đi ra ngoài như thế, độc lập như thế thì chúng mình sẽ mắc vào mạch điện như thế nào? Thì chúng mình sẽ có hai cách mắc rất là phổ biến và trong chương trình thì mình nghiên cứu hai cái loại cách mắc này. Đầu tiên là mắc hình sao và thứ hai là mắc hình tam giác. Ok, đầu tiên mắc hình sao thì nó sẽ có hình như thế này. Ba cái pha, điểm cuối của ba cái pha 1, 2, 3 như thế này. Pha ra của dòng điện xoay chiều ấy thì nó sẽ nối với các điểm đầu của các dây
1, 2, 3 như thế này bằng cái dây gọi là dây trung hòa. Và ở mạch điện mắc hình sao này thì mình sẽ có U dây bằng căn 3 nhân U pha. Tiếp theo là mắc hình tam giác, tức là điểm đầu của pha sẽ nối với điểm cuối của dây cứ như thế này. Đấy. Thực ra cái này các em cũng chỉ cần nắm được cái hình này thôi, chúng mình cũng không cần phải hiểu quá rõ về phần này. Và ở mạch điện mắc tam giác như thế này thì chúng mình sẽ có U dây sẽ bằng với cả U pha. Và trên những cái hình này này thì U01 này, U02, U03, bên này cũng thế, 01, 02, 03, người ta sẽ gọi đấy là điện áp pha, tức là U pha ấy. Còn điện áp ở giữa hai đầu là U12 này, U23 này, U31, giữa hai cái hình này thì người ta gọi là điện áp dây, tức là U dây các em nhé. Đây, các em phải nắm được hình như thế này. Cách mắc hình sao thì nó là hình ngôi sao như thế này, đúng không? Còn mắc hình tam giác thì nó sẽ có hình tam giác như thế này, rất là dễ nhớ đúng không nhỉ? Ok, tiếp theo. Vậy thì cái dòng điện mà do cái máy phát điện xoay chiều 3 pha này thì nó sẽ có tính chất như thế nào? Chúng mình sang phần 3 là dòng điện 3 pha. Thì dòng điện 3 pha là dòng điện xoay chiều do máy phát điện 3 pha tạo nên. Và đó là hệ thống của 3 dòng điện xoay chiều, tức là 3 cái khi nãy mình vừa học đúng không? 3 cái dòng điện xoay chiều đấy để nối với ra ngoài để mình sử dụng ấy. 3 dòng điện xoay chiều gây ra với 3 suất điện động có cùng tần số, cùng biên độ và lệch pha nhau một góc là 2π/3. Nhớ lại nhá, U pha 1, pha 2, pha 3 sẽ có cùng biên độ này, cùng tần số và lệch pha nhau một góc là 120 độ, tức là góc 2π/3. Và trong thực tế thì người ta thường sử dụng cái dòng điện 3 pha này vào đâu? Chúng mình sang phần 4 là những ưu việt của dòng 3 pha. Đầu tiên thì nó sẽ tiết kiệm được dây dẫn khi truyền tải điện năng đi xa, đúng không? Và thứ hai, nó sẽ cung cấp điện cho các động cơ 3 pha và dùng trong các nhà máy xí nghiệp. Buổi sau thì chúng mình sẽ nghiên cứu rõ hơn về phần này. Nó cung cấp điện cho các động cơ 3 pha. Buổi sau mình sẽ học về động cơ không đồng bộ 3 pha, tức là buổi cuối cùng của chương này. Ok. Tiếp theo thì như thường lệ, mình đã học hết những cái lý thuyết ở chương này, ở phần này rồi. Thì tiếp theo mình sẽ sang phần cuối cùng là phần luyện tập để củng cố lại kiến thức bài ngày hôm nay nhá. Ok, chúng mình sẽ vào phần 4 là phần luyện tập. Đầu tiên chúng mình sẽ đến với một bài trắc nghiệm lý thuyết khá là dễ. Câu số 1 và đề cho như sau này: phát biểu nào sau đây là đúng đối với máy phát điện xoay chiều? Đáp án A là biên độ của suất điện động thì phụ thuộc vào số cặp cực của nam châm. Đáp án B, tần số của suất điện động thì phụ thuộc vào số vòng dây của phần ứng. C là dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện ở các cuộn dây của phần ứng. Và D là cơ năng cung cấp cho máy được biến đổi hoàn toàn thành điện năng. Ok, chúng mình sẽ đầu tiên là xét đáp án A này. Biên độ của suất điện động phụ thuộc vào cái gì? À, thì biên độ nó là gì nhỉ? Biên độ của suất điện động cảm ứng E bằng gì nhỉ? Tua lại chút nha. E sẽ bằng là omega NBS nhân với sin omega T cộng phi. Đúng không? Vậy thì biên độ của suất điện động cảm ứng, tức là E0 sẽ bằng omega nhân N nhân B nhân S. Và omega thì bằng gì nhỉ? 2P nhân F đúng không? 2PF NBS. Và S thì lại bằng gì nhỉ? S thì lại bằng N nhân với cặp P, tức là tốc độ quay của rotor nhân với cả số cặp cực. 2P nhân N nhân P nhân N nhân B nhân F. À, vậy thì đáp án A là đáp án chính xác đúng không nhỉ? Biên độ của suất điện động cảm ứng thì phụ thuộc vào số cặp cực của nam châm. Đây, biên độ E0 nó sẽ phụ thuộc vào số cặp cực P của nam châm. Vậy nên đáp án chính xác của mình chính là đáp án A. Còn đáp án B tại sao sai này? Tần số của suất điện động thì phụ thuộc vào số vòng dây của phần ứng. Tần số của suất điện động F sẽ bằng N nhân P. Vậy nên nó không phụ thuộc vào số vòng dây của phản ứng. Có rất là nhiều bạn sẽ hay nhầm cái N này là số vòng dây. Nhưng mà cái N này các em nhớ nhá, là tốc độ quay của rotor.
tính bằng vòng trên dây. Còn P này là số cặp cực. Xong, câu C, dòng điện cảm ứng thì chỉ xuất hiện ở các cuộn dây của phản ứng. Thì mình vừa mới học rồi, mình sẽ có hai cách để tạo ra dòng điện cảm ứng. Thứ nhất là dòng điện cảm ứng sẽ xuất hiện ở cuộn dây. Và thứ hai là dòng điện cảm ứng sẽ xuất hiện ở nam châm. Bằng hai cách mà mình tạo ra, hai cách mà mình tạo ra dòng cảm ứng bằng máy phát điện cho chiều một pha ấy. Cách thứ nhất là để cuộn dây quay quanh từ trường cố định. Cách thứ hai là từ cái nam châm quay quanh cái cuộn dây cố định. Ok, còn D, cơ năng cung cấp cho máy được biến đổi hoàn toàn thành điện năng. Cái chữ hoàn toàn là sai nha. Đúng là máy phát điện thì được dựa trên nguyên tắc là hiện tượng cảm ứng điện từ và biến từ cơ năng thành điện năng, nhưng mà nó không biến đổi hoàn toàn. Chắc chắn nó phải có một phần bị hao phí, đúng không nhỉ? Vậy nên đáp án câu số 1 chính là đáp án A. Biên độ của số điện động thì phụ thuộc vào số cặp cực của nam châm. Tiếp theo chúng mình sẽ đến với bài số 2, cũng là một bài trắc nghiệm lý thuyết rất là đơn giản. Bài 2 đề cho như sau: máy phát điện xoay chiều 1 pha và máy phát điện xoay chiều 3 pha thì giống nhau ở điểm nào sau đây? A. Đều có phần ứng quay, phần cảm cố định. B. Đều có bộ góp điện để dẫn điện ra mạch ngoài. C. Đều có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện tử. Đọc đến đây chúng mình đã biết đáp án nào đúng rồi đúng không? Chắc chắn là đáp án C rồi. Máy phát điện thì nó có nguyên tắc chung để tạo ra dòng điện xoay chiều là dựa trên hiện tượng cảm ứng điện tử. Đáp án C là đáp án chính xác. Câu D này: trong mỗi vòng quay của rotor, suất điện động của máy biến thiên tuần hoàn 2 lần. Câu này sai này. Câu này sai. Cái này cũng sai, mình có thể có phần ứng được cố định và phần cảm quay cũng được, đúng không nhỉ? Vậy đáp án chốt lại ở câu số 2, đáp án đúng sẽ là đáp án C, để có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng là hiện tượng cảm ứng điện từ các em nhé. Câu này rất là hay hỏi ở trong đề thi, chúng mình nhớ cái nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều là hiện tượng cảm điện từ nha. Tiếp theo chúng mình sẽ sang bài số 3, là bài tính toán cũng khá đơn giản. Đề cho như sau này: rotor của máy phát điện xoay chiều là nam châm có 3 cặp cực. Nhớ nha, có 3 cặp cực này. Và quay với tốc độ là 1.200 vòng trên phút. Tính tần số của suất điện động do máy tạo ra. Thì công thức tính tần số của suất điện động do máy tạo ra chính là F bằng N nhân P, đúng không nhỉ? Trong đó N là tốc độ quay và P là số cặp cực. Và cô đã nhắc rất nhiều lần rồi đúng không? N này chúng mình tính bằng đơn vị là vòng trên giây. Ở đây đề cho đơn vị là vòng trên phút nên chúng mình phải đổi nha. Mình sẽ đổi 1.200 vòng trên phút sẽ bằng là 1.200 chia 60 là 20 vòng trên giây. Ok, vậy thì chúng mình tính F thôi. F sẽ bằng N nhân P. N là 20, P là số cặp cực, đề bài cho 3 cặp cực. 3. Ở đây có những bài nhá, người ta không cho cặp cực mà người ta lại cho 3 cực. Thế nên các không một số chẵn thôi nhỉ, cho tầm 4 cực, 6 cực. Nếu mà cho 4 cực thì sẽ là 2 cặp cực, cho 6 cực thì sẽ là 3 cặp cực nhá. Chúng mình chú ý không lại bị lừa chỗ này nhá. 20 nhân 3 thì bằng 60 Hz. Ok. Vậy nên đáp án của bài này sẽ là 60 Hz, rất là dễ đúng không? Thì chúng mình đã vừa học phần lý thuyết về máy phát điện xoay chiều rồi, 1 pha này, 3 pha. Và chúng mình đã làm xong những bài tập luyện tập về phần này rồi. Thì cô mong là sau bài giảng này sẽ giúp sẽ có ích đối với các em. Và cô sẽ dừng bài giảng hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại và chào tạm biệt các em trong những bài giảng tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.